Em chào toàn thể anh em đam mê chào màu bãi đấu trên cả nước nhé. Hôm nay là ngày 12 ngày mùng 7 tháng 5. 12 rưỡi nhá. Em đóng chim gửi cho anh em này trên tất cả nước này. Em gửi cho anh Dũng ở bến xe Nghĩa này, em Mồi này. Anh Tấn ở Cam Ranh Khánh Hòa này và anh Khánh ở Cam Lâm Khánh Hòa. Đây, anh già này là khách quen này, bắt em mấy con rồi. Bây giờ em lại gửi thêm cho anh con bối nữa, con mồi nữa nhá. Đây, anh em làm có nhu cầu đặt mộc chào mà mộc tố chất thì liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại em là 0366683305. Em chuyên làm mộc tố chất anh em nhé. Bây giờ em đi bắt đầu đi gửi cho anh em nhá. Anh em để ý nhận hàng giúp em nhá.